Hello mọi người nha, hôm nay Phương nhận được một món quà từ shop lớn của mình, đó là một chiếc AirPods Pro. Bây giờ gửi siêu trước nhé. Nói chung thì theo quan niệm cá nhân của Phương thì trước giờ những sản phẩm mà Phương dùng của Apple, sản phẩm nào cũng xịn sò hết á. Trước giờ lúc mà mình chưa sử dụng qua AirPods mình nghĩ là chắc máy này nó khó kết nối với iPhone lắm, phải là phức tạp nó mới kết nối được. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm nha, chứ cái sản phẩm của Apple kết nối với nhau rất là dễ dàng và tiện lợi, nhanh chóng nữa. Kết nối xong rồi, bây giờ mình đeo lên nghe nhạc thử nha. Nó